Rồi em chào bà con nha, nay ngày 8 tháng 3 2024 nha. Rồi nay em lên số máy cho bà con coi có gì ủng hộ em ha. Cây đầu tiên là hủ tiếu chai nè, hủ tiếu chai 826 nha, cây này bị nứt. Hủ bị nứt nằm chỗ nào ta? Rồi nứt con tí nị ở gốc nè, con tí nị rồi nha. Cây này thì RAM 2, 4x16, Android nó là 6 chấm luôn. Cây này em bán 400 mà giờ em bớt lên còn 350 nha. Cây này xài được 2 sim 1 thẻ nhớ nha. Đây, sim 1, sim 2 ha, đây thẻ nhớ ha. Đó, cây này xài được 2 sim hủ tiếu chai luôn nha. RAM 2 4x16, màn hình thì đẹp nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình cũng đẹp ha. Em có tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Máy móc ok, pin tốt ha. Đó, hủ tiếu chai nha. Đó, màn hình cũng tương đối là bự ha. Camera thì tổ mẹ luôn. Máy móc ok luôn, có 350 nha, mã số 20 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc thì theo 50% nha. Nếu mà cộng 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được ngân hàng thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc thì theo xong cào ra điện lại cho em. Rồi xong đọc mã của cạc, đọc địa chỉ, đọc tên, đọc em ghi lại ha. Rồi em ship ha. Thì cọc thì em sẽ trừ ra 350, em sẽ trừ cọc ha. Rồi mã số 20, 350. Rồi cây này mã số là 21 nha. Cây này Galaxy Z200 nha. Z200 thì riêng nguyên cây full chức năng, xài được 2 sim luôn. Học online tốt, Android nó 5 chấm luôn nha. Cây này em bán 400, mã số là 21 nha. Xài được 2 sim luôn. Nổi cái màn hình không mắc hơn cái tiền em bán luôn. Máy móc không ám ố không gì hết. Màn hình ok, đẹp, gọn nhỏ. Bỏ túi nghe gọi ok, Zalo, Facebook ok nha. Đó, mã số 21 luôn, 400k nha. Rồi cái mã 22 nè, cây này cái Oppo Neo 9 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Cây này vỏ nó cũng hơi chạy chạy, em bớt luôn, em bán 400 luôn ha, mã số 22 nha. Đó, Oppo Neo 9 thì xài được 2 sim luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, em để cả từng lễ quên sạc luôn hết pin, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, cây Oppo Neo 9 nha, đó, 400k luôn, mã số 22 nha. Rồi mã số 23 nè, cây này cây Asus X008D, cây này có găng tay một chạm, xài được 2 sim 4G. Cây này RAM 3 nha, RAM 3, ổ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Nó thông số điện thoại là em đọc trên đây và mọi người đều thấy là nhìn cái này không biết thông số của máy này nha. Tên của máy nè, quý vị muốn coi thông số rõ ràng hơn nữa thì lên Google tra nha. Nó tên của máy tra cái này là ra ha. Rồi cái này em bán là 550 nha, mã số là 23 nha, mã số 23. Màn hình thì ok, full chức năng không lỗi gì hết, màn hình đẹp ken spen luôn đó, không lỗi gì hết, cảm ứng ok luôn ha. Máy móc ok luôn, cũ qua 5 tháng thôi, người có 550 rồi, sở hữu được cây RAM 3 rồi ha. Đó, giá 23 nha, Asus luôn, có găng tay một chạm nha. Găng tay một chạm có nghĩa là màn hình đang tắt như nào mình bấm vô đây là tự động nó phục cái màn hình luôn, mở phá luôn nha. Chỉ có găng tay của chủ nhân mới mở phá, còn găng tay của người khác không mở nha, gọi là găng tay một chạm nha. Rồi 550, mã số là 23 ha. Rồi mã số 24 nè, cây này cứng là Asus X00HD, tên của nó là X00HD nha, của dòng Asus ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm luôn. Cây này camera kép, đó, camera kép luôn, mà máy này xịn sò đời sao đời mới ha. Cây này pin nó trâu lắm. À, cây này em bán giá là 550 và mã số là 24 nha, 550 24 nha. À, máy móc ok, có găng tay trên nắp hôm ha. Máy mặt hình rin toàn bộ luôn, máy móc rin hết, rin toàn bộ luôn, tải ứng dụng sẵn, pin thì tốt lắm. À, pin ok lắm ha, em để sẵn một chợ 24 nha, 550 nha. Rồi mã số 25 nè, cây này cây Galaxy Z5 2016 nha. Z5 2016 xài được 2 sim 4G nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. À, em bán giá 550 nha, mã số là 25 ha. Đó, Z5 2016 thường thường em bán 600 á, còn Z500 em bán là 500 ha. Nay em sụt giá còn ở 550 nha, mã số là 25 nha. Cây này là pin nó trâu lắm. Đó, tại vì này Z5 2016 thì vỏ pin nó trâu hơn, pin nó tốt hơn, xài được 2 sim luôn. Đó, máy móc ok, full chức năng ha. Rồi cây này 550, mã số là 25 nha. Rồi mã số 26 nè, cây Redmi Note 3 nha. Redmi Note 3 là dòng của thằng Xiaomi nha. Dòng của thằng Xiaomi, Redmi là dòng của thằng Xiaomi, găng tay một chạm, đèn led LED có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G.
Cây này làm RAM 2 bổ nhớ 16 luôn, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, 550. Mã số là 26 nha. 550 nha, cây này xài được 6 nhân mỗi nhân 1.8, chạy một lượt 6 nhân một lượt rất là mạnh mẽ, chơi được game liên quân luôn ha. Rồi cây này 550, mã số là 26 nha. Rồi mã số 27 cũng là Redmi Note Note 3 luôn ha, Redmi Note 3. Cây này RAM 3 nha. Đó, dòng này dòng cao, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 600 mà, găng tay một chạm luôn ha. Đó, găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại luôn. Đó, cây này 600, mã số là 27 nha. Cây 2 sim. 2 sim luôn, có hồng ngoại, xài được găng tay một chạm luôn ha. 600k mà RAM 3 bộ nhớ 32, xài được 6 nhân mỗi nhân 2Hz. Cây này 27, mã số 27 600 ha. Màn hình ok đẹp luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình đẹp luôn, gen luôn, green nguyên cây, full chức năng, pin thì tốt. Chơi được liên quân wifi bê up luôn ha, Android 6 chấm, YouTube wifi đầy đủ ha. Rồi 27 nha. Rồi mã số 28 nè, cây này Galaxy Z4 Plus ha, Z4 Plus, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 650 nha, mã số là 2928 nha. Đó, 650, mã số 28, màn hình đẹp, gen span ha. Z4 Plus nha, cái này gọi là Z4 Plus nha, máy móc ok luôn ha. Đó, Z4 Plus luôn, 650 nha, xài được 2 sim 4G luôn, mã số là 28 nha, Z4 Plus. Đó, chọt sim đây ha, à, nút nguồn đây ha. Đó, màn hình này. Đó, ok luôn ha. Rồi 28, mã số 28 nha, 650 ha. Rồi mã số 29 nè, cây này cái Oppo F1S nha. Oppo F1S thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 700, như em bán 650 bớt cho bà con ha. 650 xài được 2 sim 4G ha. Mã số là 29 nha. Máy móc ok, full chức năng, không nứt, không bể, không gì hết. Găng tay trên nút home. À, găng tay chống home tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Tải sẵn hết trơn rồi. Pin tốt lắm, nghe gọi ok luôn, 2 sim luôn nha. Đó, à, số 29 nha, 650 ha. Rồi mã số là 30 nè. Cây này Galaxy Z7 Pro nha. Cây này bị nứt, em là do em làm bị nứt ha. Cây này tại em làm biến chứ đem đi ép có 150. Nhưng mà để về em bán ha, em bớt luôn cho bà con ha, còn lại 700 nha. Đó, Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này thì xài được 2 sim 1 thẻ nhớ riêng nguyên cây ha, nhưng mà bị nứt nha. Em bán 700 nha, mã số là 30 nha. Đó, 700 mã số 30 nha, Z7 Pro ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, màn hình bị nứt một đường ha, dưới đây đường lên nữa hai đường ha, nhưng mà cảm ứng thì xài bình thường nha, cảm ứng xài bình thường ha. Rồi Z7 Pro à, để vậy xài ok luôn, chơi được game liên quân luôn ha. Rồi 700k mã số 30 nha. Rồi mã số 31 nè, Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này 8 nhân mỗi 1 nhân 2Hz. Đó, xài được mỗi một lần nó chạy 8 nhân mỗi nhân 2Hz luôn. Cây này chơi được game liên quân wifi bị up luôn, Zalo, Facebook, TikTok lướt không thấy được. Cây này mạnh lắm, dành để chơi game luôn mà nó mạnh lắm nha. 800k ha, 800, găng tay một chạm, đèn led kết, có hồng ngoại nha. Có hồng ngoại, xài được 2 sim. Hồng ngoại này thì chỉnh được, thay thế được như những cái remote trong gia đình nha. Ví dụ như chỉnh máy quạt, chỉnh truyền hình, chỉnh chỉnh này, chỉnh kia, chỉnh TV, máy lạnh này kia đủ hết chân nha. Đủ thứ ở trên đây luôn ha. Mã số là 831 nha, bán 800k ha. Cây này thì ok, màn hình ok luôn ha, chơi được game luôn. Máy móc ok, màn hình riêng luôn. Cây này màn hình riêng chơi game đã lắm nha. Đó, em tải sẵn dụng dùng con luôn, pin rất là tốt luôn. Màu đen luôn. Đó, mã số 31 nha, 800k ha. Rồi mã số 32 nè, cây Redmi 5 Plus luôn ha, cũng là Redmi 5 Plus màu vàng nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn, sở hữu được 8 nhân mỗi nhân 2Hz. Cây này em bán giá là 800 nha, găng tay một chạm, đèn led kết, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này mã số là 32 nha, 800k luôn. Chơi được liên quân wifi về up luôn, tất cả các loại game ở trên đây không, chơi được hết toàn bộ luôn ha. Cây này cũng là riêng luôn nha, màn hình riêng riêng hết toàn bộ luôn nha. Máy móc ok, full chức năng nha. Đó, 800k mã số là 32 nha. Rồi em có cây xịn sò nè, của Sam nha, chính hãng của Sam ha.
Cây này là Galaxy S8 Plus nha. S8 Plus có găng tay một chạm nè, có họ đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè, cái nắp sau bị nứt miếng nha. Đó, em mà biến đi mua dán công đôn tiền lên, em để về bán ha. Rồi cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm, đặc biệt cái cây này xài được 2 sim nha. Cây này cái màn hình không là mắc dữ dằn lắm, màn hình đẹp luôn nha. Cái màn hình nó mắc dữ dằn lắm, nhưng mà em bán nguyên cây full chức năng luôn, không lỗi gì hết luôn mới ghê chứ. Đó, có 2.3 triệu. 2.3 triệu cây này em hồi đó em cầm 18 triệu đi mua, 18 triệu đi mua, sau đó mua 12 triệu giá cũ. Nhưng mà giờ em bán có 2.3 triệu, 2.3 triệu. Đó, mã số là 33 nha, có sạc bằng Type C ha, xài được 2 sim luôn ha. Máy móc màn hình Super OLED cong luôn ha. Đó, màn hình Super OLED cong luôn, của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy nó mạnh lắm, thấy vậy chứ ghê gớm lắm, cái màn hình nó mắc lắm. Rồi, 2.3 triệu, mã số là 33 nha. Rồi, em còn cây cũng hãng, cũng là Sam luôn nha. Cây này Galaxy Note 10 Lite nha, Note 10 Lite, RAM 8 nha, RAM 8 cộng 8 nha, RAM 8, bộ nhớ 128, Android 12 chấm. Cây này em bán 3.2 triệu nha, có 3 camera nè, nó sạc không dây nè, có sạc bằng Type C, có cây viết luôn nha. Nó màn hình Super AMOLED, xài được 2 sim luôn, 4G luôn, màn hình đẹp đục lỗ luôn nha. Quá trời cái màn hình không là đủ tiền, thiệt, cái màn hình không là dư tiền luôn. Tra lên đi, cái màn hình Ring của hãng nha, là hơn cái số tiền này luôn. Đó, màn hình này là chưa đủ tiền cái màn hình em bán luôn. Máy móc ok full chức năng luôn, đẹp Kensho Pen luôn. Đó, giờ em bán có 3.2 triệu, 3.2 triệu rẻ rề luôn mà không ai mua mới ghê chứ. Của hãng luôn đó nha. Cây này rin nguyên cây luôn, sạc không dây luôn. Đó, 3.2 triệu nha, mã số là 34 nha. Rồi cây đầu tiên là cây mã số là 00 nha. Cây này Oppo Neo 9 nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán có 400k thôi nha, xài được 2 sim luôn á. Máy này thì rin nguyên cây, full chức năng, không lỗi gì hết luôn. Bỏ túi nghe gọi đã lắm. Đó, rin nguyên cây, màn hình rin men rin luôn, tải sẵn ứng dụng. Đó, sẵn cho bà con luôn ha. Bỏ sim nghe gọi tốt lắm, màn hình nó mướt lắm nha, ok luôn ha. Đó, em bán máy cũ qua 5 tháng nha. Rồi xài được 2 sim của Oppo luôn, rất là đã luôn. Cây này mã số là 00 nha. Đó, 400k cây này thôi. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc được 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt nha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, xong rồi cào ra đọc mã cho em nha, đọc địa chỉ, đọc tên, rồi em lưu lại em ship cho bà con ha. Ship đến nơi em cho kiểm tra hàng nha. Máy ok thì nhận ha. Cây này 400 thì em trừ tiền ship ra ha. Rồi cộng 100 thì bao ship, 50k thì 20k tiền ship nha. Rồi cây này 400k mã số 00 nha, 2 sim 4G luôn. Rồi cây Oppo 01 ha, mã số 01 nè, Oppo A71 nha. Cây này nó bị lót miếng nha, cái màn hình này không nứt không bể, cảm ứng xài bình thường, vô tư, pin thì tốt, xài được 2 sim luôn nha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 7 chấm luôn. Em bán có 400k, mã số là 01 nha. Cây Oppo này thì cũ cũ chứ xài bền lắm, pin nó tốt lắm, pin nó bỏ sim nghe gọi đã lắm ha. À, bỏ sim nghe gọi đã lắm, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn, Android 7 chấm luôn, coi được YouTube, Zalo, Facebook ok luôn toàn bộ ha. Máy móc ok luôn. Đó, 400k mã số là 01 nha. 01 ha, cũ qua 5 tháng chứ bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Bằng cái giá cái tiền cùi bắp ha. Rồi mã số 02 nè. Cây này cây GTEP A32F ha. Đặc biệt cây này ha, có găng tay nè nha. Có găng tay luôn. Nó pin thì tốt lắm, của GTEP thì pin tốt lắm nha. Nó học online tốt, Android nó 8 chấm luôn, Android nó cao lắm ha. Mã số là 02 nha, có 400k thôi, xài được 2 sim luôn. Được cái rin nguyên cây, pin thì tốt, pin thì trâu ha, bỏ sim nghe gọi đã luôn ha. Máy em tải sẵn ứng dụng rồi, bỏ sim nghe gọi không cũng lời nữa. Đó, tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ luôn, có game bọng luôn ha. Rồi máy móc ok luôn full nha. Đó, cây này có 400k, mã số là 02, xài được 2 sim, có găng tay luôn nha. Rồi mã số là 03 nè. Cây này cây Gear Asus Z00VD nha. Z00VD RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 400k, được cái là rin nguyên cây, full chức năng. Cây này xài được 2 sim luôn, mã số 03 nha. Đó, được cái màn hình rin luôn, rin hết toàn bộ, main rin hết toàn bộ, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Em mới mở nguồn lên nó hơi ấy, chứ bình thường nó nhanh lắm nha.
đó, bây giờ lại lên liền, tại vì nãy mới mới mở nguồn, đó, máy móc ok luôn ha. Cây này pin cũng tốt lắm, bỏ hai sim nghe gọi đã lắm, im lắm ha. Rồi mã số 03 nha, 400k thôi đựng cây Asus rồi ha. Rồi mã số 04 nè, cây này cây Galaxy Z260 nha. Cây này là Z2 Pro chứ không phải Z2 thường, Z2 Pro là Z250, còn Z2 này Z260 nha. Cây này học là tốt, Android nó 8 chấm luôn nha. Nè em bán 400k luôn, mã số là 04 nha. Cây này pin trâu lắm, Z2 này pin trâu lắm nha. Nó pin nó khủng luôn á. Máy móc ok, bị nứt một đường nha, nứt một đường ngang này. Đó, nứt một đường. Đó, màn hình zin đi ép kính được luôn, full ha, máy mạnh lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi em bán cho bà con giá là 400k nha, 400k cây này ha, nếu mà không bị nứt nha là em bán giá cao lắm, 600 luôn á. Cây này có 400 ha, mã số là 04 nha. Cây này nó xài được hai sim của ông Sam luôn á. Cây này cũng hàng hiếm lắm, lâu lắm mới có một cây hiếm lắm. Rồi 400k ha, mã số là 04 nha, Z260 nha. Rồi có cây mã số là 06 nè, cây này cây Moto C nha, của thằng Ipman ha, Moto C của thằng người dơi á, RAM 2 vẫn nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn đó, camera nó tròn tròn nè ha. Cây này mã số là 06, em bán có 400, Android nó tới 7 chấm luôn. Máy này thì nói chung là rin nguyên cây full chức năng, dòng nó dòng cũng được, tầm trung của mô tô ha. Nó chạy cũng ok lắm ha. Đó, bỏ sim nghe gọi thôi cũng đã nữa. Máy móc ok, Android nó trên núi luôn, Android nó cao lắm, Android nó có tới 7 chấm luôn. Em bán có 400 nha, mã số là 06, xài được hai sim luôn nha. Đó, sạc làm trên ha. Rồi 08 nè, cây này cây Redmi 5A nha, Redmi 5A, cây này bị tiếng Anh. Đó, mà rum thì rum tiếng Anh nhưng mà xài sim của quốc tế nha, xài sim của mình ha. Ứng dụng em tải vô là tiếng Việt ha, như là TikTok, Zalo, Facebook này tiếng Việt ha. Còn máy thì nó tiếng Anh, có rum tiếng Việt thì game ra chạy nha. Đó, mã số là 08 nha, em bán giá là 450 nha, RAM 2 vẫn như 16, Android nó 8 chấm luôn, xài được hai sim luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây mã số 08 450 ha. Rồi cây mã số 09 nè, cây Oppo F1W nha. Cây này RAM 3, Oppo mà RAM 3 ha, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, hồi trước em bán 600, nay em bán có 400 thì cây này RAM 3 nha. Mã số 09 nha, xài được hai sim của Oppo luôn á. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng, pin cũng tốt lắm. Nó pin tốt lắm ha. Màn hình thì full không ám khói không gì hết luôn. Nó chạy bỏ túi nghe gọi ok luôn, đã luôn, xài được hai sim luôn nha. Oppo F1W RAM 3 nha, 500k, mã số 09 nha. Đó, máy móc thì nó cũ qua 5 tháng nhưng còn xài tốt lắm mà. Đó, điện thoại em bán dòng rẻ, tiền nào của nấy nha. Còn mình muốn mạnh hơn nữa mình bỏ tiền cao cao hơn nha. Rồi mã số là số 10 ha, số 10 là cây Mobitouch X nha. Nó hơi trầy nè, nhưng mà dán cường lực vô thì nó không trầy ha. RAM 3 bộ nhớ 16 luôn, cây này RAM 3 bán có 450 nha. RAM 3 găng tay một chạm luôn, nó bị trầy nhưng mà mở màn hình lên thì nó bình thường luôn, xài bình thường không có gì hết nha. Máy móc full, pin thì tốt, nó nghe gọi ok. Zalo, Facebook, YouTube thì xài bình thường hết luôn, Android nó 6 chấm luôn mà. Em bán có 450 à, mã số là số 10 nha. Mã số là số 10 ha, 450 nha. Có găng tay một chạm luôn, máy móc ok, xài được hai sim luôn, pin thì trâu luôn, pin như bò luôn, pin đã lắm nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây 450 mã số 10 nha. Rồi em có cây số 11 nè, số 11 là con tức ha. Cây này Nokia 5 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này Nokia 5 đẹp luôn nha, pin thì tốt lắm, máy móc ok, rin nguyên cây luôn. Rin nguyên cây luôn, em bán giá có 500 rồi nha. Rồi Nokia 3, Nokia 2, RAM 2 là em bán 500 rồi. Đúng ra cây này bán cao hơn nha, nhưng mà thôi, em bán 500 cho bà con, ai mua thì cọc qua nha. Có găng tay trên nút home nha, nút bắt dễ nằm đây nha. Tại Nokia nó nghịch hơn cái của thằng Sam nha. Rồi cây này em bán có 500 ở số 11 nha, ai mua thì cọc qua liền nha, để người ta cọc nha, cây này rẻ. Cây này Redmi Pro nha, cây này RAM 2, vẫn nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn.
cây này của thằng My nha. Đó, của thằng My luôn. Em bán có 500 mà nó sở hữu được 6 nhân mỗi nhân 2 hết. Mã số 12 nha. Máy móc ok luôn, green nguyên cây full chức năng nha. Đó, mà cây này thì nhân nó nhiều lắm, nó chạy đã lắm đó, mượt cực kỳ luôn. Bỏ sim 2 sim nghe gọi ok luôn ha. Đó, chơi được gán gán được tất cả loại game luôn không chừng. Mã số là 12 ha, 500k luôn. Máy móc ok luôn ha, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cây 13 nè. Cây này cây Nokia 3.1 nha. Nokia 3.1 nha. Cây này đúng ra là RAM 3 bộ nhớ 32, nhưng mà sau cái phiên bản này có RAM 2 bộ nhớ 16 à. Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 500 rồi nha, 500k ha. Nó chưa đủ tiền cái màn hình. Máy móc ok luôn, màn hình Nokia 3 nè. Cực kỳ đẹp, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc đã lắm nha. Đó, Nokia 3 chạy nè, pin thì tốt lắm. Rồi cây này á, em bán có 500 rồi nha, 500k, mã số là 13 nha, Nokia 3.1 ha. Xài được 2 sim luôn, chọc ngoài luôn nha. Khung trên này là 2 sim, khung dưới là 1 thẻ nhớ nha. Rồi mã số 13 nha, 500k. Mã số 14 à. Mã số 14 là cây iPhone 6G nha, 16GB. Cây này full chức năng, có vân tay luôn nha. Pin thì tốt mới luôn nha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 14 nha. Máy móc ok, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, hàng quốc tế, có vân tay luôn nha. Vân tay nè. Đó, không còn chạy vân tay luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Em bỏ sim nghe gọi tốt lắm, màn hình rin luôn. Nó bị mực tí nỉ ở dưới đây nha, không ảnh hưởng gì hết. Màn hình còn đẹp, rin luôn được rồi. Chơi game tất cả loại game luôn nha. Rồi Zalo, Facebook, YouTube rồi chơi không thấy đường nha, vẫn chơi bình thường. Cây này em bán 700 nha, mã số là 14 nha. iPhone 6G này em cầm 12 triệu đi mua không nổi. Mà bây giờ có 700, mã số 14 nha. Rồi mã số 15 nè, cây Oppo F3 phiên bản cao. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 700 mà lợi không ai mua. Đó, có bán 700 thôi, 700k, RAM 4, bộ nhớ 64 của F3 luôn, của Oppo luôn, xài được 2 sim 4G luôn, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc cực kỳ luôn, có găng tay trên ống thơm luôn. Màn hình đẹp Kensabe luôn ha. Ôi ôi con dày gần đôi nữa, màn hình rin luôn. Rồi có 700k thôi. Cái này đúng ra bán tới 1 triệu 2 mà giờ bán 700 mà. Nó xài được 2 sim luôn chứ không phải thường đâu. Mã số 15 nha, 700k ha. 700 Oppo Neo F3 luôn. Xài vô tư luôn. Nó đã không nứt không bể không gì hết luôn, găng tay trên nút home luôn. Rồi có 700k mà RAM 4 luôn, chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn nha. Mã số 15 ha. Rồi cây mã số 16 nè. Cây này cây V-Max Lite thì 3 camera, 1, 2, 3, 3 camera này đằng led nha. Nó RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này pin nó trâu như con bò, sạc bằng đuôi taxi, 2 sim 4G, nó trâu lắm nha. Máy móc của VMAX đời gì thì nó trâu lắm. Cây này em bán giá 1 triệu nha, 1 triệu. Máy móc ok, RAM 4, mũi nhớ 64, tải hình con cá nó lội một cái. Cây này phải tốc độ của cái vuốt cắn tay khoảng là 60 km/h nó mới mở khóa màn hình được. Tay trái em vuốt không nổi cái tốc độ đó, để em lấy tay phải em vuốt. Rồi em vuốt được tốc độ khoảng là 60 km/h mới mở khóa được, tại vì cái màn hình này chống bỏ túi á. Máy móc ok, tải hình con cá luôn, lội đẹp lắm nha. Máy móc cực kỳ luôn, mướt. Màn hình rin luôn nha. Màn hình rin luôn, đã lắm nha. Nó mượt cực kỳ luôn ha. Rồi có găng tay luôn. Máy móc ok luôn, sòng đuôi taxi luôn. Mã số 16 nha, giá 1 triệu ha. Rồi mã số 18 nè. Cây Galaxy A71 nha. Cây này dòng cao lắm, cao cực cự là cao, đời mới hiện giờ ha. Cây này 1, 2, 3, 4, 4 camera luôn ha. 4 camera sạc đuôi taxi nha. Xài được 2 sim 5G luôn. RAM 8 nha. Cây này RAM 8 cộng 8 là RAM 16 nha. Bộ RAM mà 16 mà cũng sao là cực kỳ lớn, rất mạnh nha. Màn hình Super OLED nha. Đó, bộ nhớ nó 128, Android nó 12 chấm. Cây này em bán 2,5 triệu, chưa đủ tiền màn hình. 2,5 triệu nha. Xài được 2 sim luôn á. Máy móc một cái ha, nó lội một cái thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, màn hình rin luôn á. Màn hình này rin luôn nha. Đó, full chức năng không lỗi gì hết. Xài pin tốt, xài được 2 sim. Sạc một đuôi taxi luôn.
Cây này tên của nó là A71 nha. Ồ, cực kỳ mạnh luôn. Cây này thị trường bán 7-8 triệu nha. Em bán có 2 triệu rưỡi nha. Mã số 18 nha. Của thằng Sam luôn ha. Em có cây táp nè. Cây táp này tên của nó là táp V3V nha. Táp 3V, Galaxy táp 3V của thằng Sam nha. Cây này có xài sim, một thẻ nhớ nha. Em bán giải trí có 300 thôi, không nứt, không bể, không gì hết. Mã số 19A nha, 19A. Đây em mở màn hình lên cho coi nè, em tải sẵn ứng dụng nè, game bổng nè. Chỉ cần chơi đi game thôi cũng lời, có 350. Có 350. Ơ 300 luôn, có 300 rồi nha. Lộn lộn rồi, bán có 300 luôn. Trời ơi, nội mà chơi game không cũng lời, màn hình này không là cả triệu rồi mà bán có 300 à. Đó, chơi game này không là quánh bài, quánh cá, bán trứng, đào vàng, chém trái cây thôi cũng lời nữa. Lâu lâu mình chọc vô mình quánh giải trí thôi cũng lời, nó có 300 à. Ví dụ như mình chơi đã 1 năm, 2 năm rồi, cái mình bán lại gà người ta bán lại cũng được 300 lợi vừa vốn luôn. Không lỗ luôn mới ghê chứ. Cây này sao lời được. Mình bán hay mình chơi 2-3 tháng mình bán lại cũng ứng lời luôn. Có khi bán cao hơn nữa, người ta thích mới ghê, cái mình bán được 350 luôn lời hơn. Nó 300k cây này ha, 19A nha. Rồi cây đầu tiên là cây 970 nè, cây Galaxy A3 nha. Galaxy A3 luôn, cây này thì riêng nguyên cây full chức năng mà phím bắt nó bị lỗi, em tải phím bắt rồi ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này xài được 2 sim luôn, riêng nguyên cây luôn. Em bán 350 nha, mã số là 970 nha. 970, 350 ha. Đó, máy móc ok, màn hình riêng luôn. Cái phím bắt bị lỗi, em tải phím bắt ở trên màn hình ha. Đó, máy móc ok, full chức năng ha, không lỗi gì hết, chỉ phím bắt thôi ha. Rồi cây này 350 nha, mã số là 970 nha, 970 ha, xài được 2 sim luôn nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, nếu cọc được 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em, đọc mã cho em, đọc địa chỉ, đọc tên em ship ha. Thì cọc qua bao nhiêu thì em trừ tiền lại bao nhiêu nha. 970 nha, 350 ha. Rồi 971 nè, Galaxy G530 nha. Galaxy G530 của thằng Sam xài được 2 sim nha, nghe gọi tốt lắm. Cây này em bán giá là 350 nha, mở số là 971 nha, 971 luôn ha. À, cây này xài được 2 sim, riêng nguyên cây, full chức năng luôn, không lỗi gì hết, pin tốt luôn, pin rời luôn nha, dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Máy móc riêng toàn bộ luôn, máy cứng khừ ha. Rồi có 350 bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Nó 350 luôn. G530 xài được 2 sim luôn, nghe gọi cũng lời nữa. Mua cây cổ bóp bây giờ cũng 300-350 rồi. Mua cây này bỏ sim nghe gọi 2 sim cũng Sam luôn ha. Có Zalo thì khi gọi qua gọi lợi đồ chơi ha. 971 luôn, 350 nha. Rồi cái 972 nè, cây này cây Oppo nha. Oppo này, tên của nó là Oppo Neo 7. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 5 chấm luôn. Đó, em bán 350 cái này ha, mã số là 972 nha. Cây này cũng xài được 2 sim luôn nha, dỡ cái nắp lên là bỏ sim nghe gọi ok. Đó, máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Đó, Oppo Neo 7 nha. Đó, em test sim nghe gọi đã lắm nha. Bỏ túi nghe gọi cũng lời nữa, mua cây bồ bắp như mua cây này ngon hơn ha. 350 nha. À, TikTok, Zalo này kia đồ gọi ok luôn ha. 972 nha, 972 350 nha. Rồi cái 974 nè, 974 là cây Oppo Neo 9 nha, hơi ám nhẹ màn hình nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, em bán có 400k. Cây này Oppo xài được 2 sim luôn nha. Đó, có 400k, mã số là 974 nha. 974 riêng nguyên cây luôn. Máy móc full chức năng không lỗi gì hết luôn, đã luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con sẵn hết rồi, bấm vô xài thôi nha. Bỏ sim nghe gọi thì ok luôn, full. Đó, có 3GB 400 mà bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. 974 nha, có 400k nha, full chức năng không lỗi gì hết, wifi này kia ok toàn bộ ha, xài được 2 sim luôn. Cây đó cây màu vàng ha, còn cây này cây màu hồng ha. 975 Oppo Neo 9 cũng ám nhẹ ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400k cái màu hồng ha. 975 nha, máy móc ok, màn hình thì màu trắng nha, ở sau có màu hồng nhẹ nha, màn hình thì full chức năng, riêng nguyên cây luôn, riêng luôn nha. Đó, hơi ấm nhẹ tí nị nhưng mà xài bình thường, full chức năng. Đó, không lỗi gì hết. Bỏ có 400k ra xài được 2 sim 4G luôn. À, có 400k của Oppo luôn em. Pin thì nghe gọi được 2-3 ngày. Mã số là 975 nha, 400k. Rồi cái 977, 977 là cây Vivo Y55. Đó, Vivo Y55 thì RAM 2,
bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này rất mạnh mẽ, đúng ra em bán cây này 500, em bán có 400 thôi nha, hỗ trợ bà con nha. Mã số là 977 nha, Android 6 luôn. Máy móc Zalo, Facebook, YouTube thì chơi hết toàn bộ luôn nha. Máy móc ok luôn ha, full chức năng không lỗi gì hết, màn hình đẹp luôn, xài được 2 sim luôn. Đó, xài được 2 sim một thẻ nhớ luôn á. Rồi 400k mã số là 977, cọc qua liền nha. Rồi cái 980 nè, 980 là Galaxy Z320 nha. Z320 thì riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng không đủ giá tiền. Cái này học online tốt, Android 5 chấm em bán 450 nha, mã số là 980 nha. 980 nha, xài được 2 sim 4G luôn. Máy này thì full chức năng, màn hình riêng luôn nha. Đó, màn hình riêng luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, riêng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin rất là tốt luôn nha. Pin thì ok luôn ha. Đó. Rồi cây này á, giá là 450 nha, mã số là 980 nha. Rồi cái 981 nè, 981 là cây Nokia 3. Nokia 3 thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 9 chấm. Cây này thì sim bỏ ngoài ha, 2 sim một thẻ nhớ ha, chọn ở đây nè. Nó chọc đại vô là nó nhảy ra rồi bỏ sim ha. Cây này thì rin nguyên cây luôn nha, rin nguyên cây luôn, full chức năng. Em bán có 500k thôi, 500k. Mã số là 981 nha, nhảy vô chốt liền ha. Máy nó bầu bầu cũng còn đẹp ha, sườn bọng ok luôn ha, cũng còn đẹp ha. Đó. Máy móc này màn hình nó đẹp kênh xe bên luôn. Rồi ai vô nhanh chốt liền ha, pin thì tốt lắm nha. Nó pin ok luôn. Em test nãy giờ mà pin không giật luôn ha. Máy móc ok luôn. Rồi cây này là 981 nha, 500k thôi. Nokia 3 nha, xài được 2 sim một thẻ nhớ nha. Rồi Nokia 3 luôn, màu đen nha, cây kia màu xanh nha. Cây này là 982. Nokia 3 luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm, em bán cũng có 500k thôi. 982 nha, màu đen luôn. Máy móc ok, màn hình full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy nó chạy không thấy đường, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Tải sẵn ứng dụng nè. Chỉ cần mở sim nghe gọi thôi rồi mở ứng dụng xài thôi ha. 500k xài được 2 sim 4G ha. 2 sim một thẻ nhớ chọt ở ngoài luôn ha. Rồi mã số là 982, mua thì cọc qua nha. Rồi 983, cái Oppo R7 RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này thì màn hình nó Super AMOLED nên nó mắc nha. Cây này hồi đó bán giá 2 triệu mấy mà. Màn hình không là giá 1 triệu mốt. Nhưng mà giờ thì em bán rẻ rẻ. Đó, màn hình Super AMOLED luôn của R7 chứ không phải thường đâu. Bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn. À, em bán có 500k, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Nó bầu bầu pin cũng tốt lắm nha. Máy móc ok, full chức năng R7 luôn, màn hình đẹp lắm nha. Về trải nghiệm cái màn hình không đủ tiền nha. Màn hình nó đây là đã lắm. Rồi cây này 500k nha, mã số là 983 ha. Em có cây Galaxy Note 5. Galaxy Note 5, cây này có sạc không dây nè, có đo nhịp tim ha. Găng tay trên nút home ha. Cây này bị tróc thủy, không nứt nha, bị tróc thủy thôi nha. Đó, màn hình Super AMOLED có cây viết nha. Đó, cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android đó 7 chấm luôn, hơi ám nhẹ nha. Cây này em bán 600 nha, nếu mà không bình thường là em bán tới giá là 1 triệu mốt, 1 triệu 2 á. Cây này em bán có 600 nha. Note 5 của thằng Sam nha, 985 nha. Đó, màn hình Super AMOLED đẹp kênh xe ben luôn ha, Super AMOLED nha. Đó, máy móc ok, hơi ám nhẹ nha. Đó, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi đã luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, đẹp nha. Note 5 rút cái viết ra là ghi liền, có 600k cái này thôi, chơi liên quân wifi bếp cũng lời nữa. Mã số là 985 nha. Rồi 988 nha. Cây này cây Redmi S2 nha, camera kép găng tay một chạm, đường cái RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thì 850 thôi, vỏ nó hơi xấu em bán 850 nha. Cây này pin trâu lắm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok luôn, full chức năng ha. Full chức năng máy nè, rin nguyên cây luôn nha, cây này rin luôn nha, chạy không thấy đường. Nó RAM 4, bộ nhớ 64 thì khỏi nói, chơi liên quân thì nó đánh không thấy đường luôn ha. Rồi 850 nha, mã số là 988 nha. Rồi em có cây VIP nè, Galaxy A51 nha. Đó, Galaxy A51 nha. Cây này RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 128, Android 11 chấm. Cây này của thằng Sam luôn, sạc không dây luôn nha.
có sạc bằng núi tai chi, 4 camera 1 2 3 4, 4 camera xài được 2 sim 4G luôn ha. Màn hình đục lỗ luôn nha, chút em cho coi ha. Cây này em bán giá 1.8 triệu nha, được cái RAM 6 của nhớ 128 luôn. Màn hình camera đục lỗ luôn. Đó, màn hình nè. Màn hình phải tăng ánh sáng lên. Camera em đọc không nổi ánh sáng. Đây, màn hình nè. Đó, đục lỗ luôn nha, không ám ố không gì hết, màn hình ở ngoài đẹp ken spen luôn nha. Tải con cá một cái ha, nó lội một cái nó đẹp ken spen luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 1.8 triệu nha, mã số là 989 nha. Với giá này là chưa đủ tiền cái màn hình. Rồi chốt. Rồi cái 947 nè, Galaxy Z320 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 luôn, mã số là 947 ha. Galaxy Z320 đúng không? Cây này của thằng Sam nha, xài được 2 sim luôn nha. Máy móc ok, màn hình riêng luôn, máy móc ok luôn, nó đẹp không? Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con rồi ha, pin tức là tốt luôn, máy móc ok, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, cây này em bán 400 nha, đó, mã số là 947 nha, xài được 2 sim 4G luôn của thằng Sam ha. Rồi cái 948 nè, cái Apple Neo 9 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng 400 ha, mã số là 948 nha. Nó 400k, xài được 2 sim 4G Apple Neo 9 luôn. Máy móc ok full luôn ha. Xài 2 sim luôn á, 948 nha, 400k ha. Rồi có cây Asus nha, Asus Z008D nha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 950 nha. Nó pin nó trâu lắm, nó cùi cùi như trâu bò, nước nguồn nằm trên đầu ha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp không nứt không bể không gì hết luôn nha. Máy đẹp luôn nha, nó pin thì tốt lắm. Rồi cây này em bán có 400k rồi nha, 400 luôn ha, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này mã số là 950 ha, 950 nha. Xài được 2 sim luôn á. Rồi cái 953 nha. Cây này cây Asus Z010D nha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán giá là 450 nha, mã số là 953 nha. Đó, cây này em bán có 450 thôi, pin nó trâu lắm, trâu như con bò vậy đó. Vỏ thì cũ qua 5 tháng thôi, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Đó, máy chạy không thấy đường luôn ha. Đẹp nha. Xài được 2 sim luôn á. Rồi cây này 450 nha, mã số là 953 nha, pin trâu á. Rồi cái 959 nè, cây Redmi Note 4X nha. Redmi Note 4X, cây này hơi ám nhẹ ha, màn hình ám nhẹ, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm luôn. Cây này sở hữu được 10 nhân nha, 10 nhân chạy cùng lúc ha, 10 nhân mỗi nhân 1H1 ha. Cây này em bán 800 nha, chứ cây này bán cả triệu á. Cái này là RAM 4 của nhớ 64 mà chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi-Fi, Facebook, Zalo, Facebook gì lướt không thấy đường, găng tay một chạm nữa ha. Có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. Mã số là 959 nha. Màn hình này khỏi nói đẹp ghi luôn nha. Màn hình ghi luôn. Đã lắm nha. Cái này chơi game đã lắm, full game, tất cả các loại game luôn. Đó. Pin thì tốt lắm. Đó, máy cũng còn đẹp ha, có hồng ngoại luôn ha. 959 nha, 800 ha. Rồi cái 960 nè, cây này cây Redmi S2 ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này 8 nhân mỗi nhân 2H, cây này em bán 800 nha. 800k có camera kép nè, găng tay một chạm nè, xài được ha, Zalo, Facebook ha, Liên Quân, Wi-Fi, Bup ha, chơi Liên Quân luôn ha, chơi tất cả các loại game luôn. 960 nha, 960, màn hình này đẹp ken spen. Đó, màn hình rồi, ôi nó đẹp nha. Đó, pin thì tốt ha. Máy móc ok full ha, không lỗi gì hết, riêng nguyên cây luôn. 960 nha, 800k ha. Em có cây xịn sò bán sổ cho bà con nha. Cây này thì camera nó quay, nó cái trả thụt lò nha, nó quay ngược lên nha. Cây này là Galaxy A8 nha, RAM 8, bộ nhớ 128, Android nó 11 chấm ha. Cây này của có sạc không dây luôn ha, sạc để tai chi luôn ha.
xài được hai sim luôn, camera thụt lò nha. Cây này màn hình Super AMOLED luôn, em bán giá 2,2 triệu nha. Mã số là 966 nha. Màn hình Super AMOLED luôn á. Đó. À, camera thụt lò nè. Đó, camera thụt lò thấy không? Đó. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi đó. Màn hình không ám, không nước, không bể, không gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn nha. Màn hình không nước, không bể, không gì hết luôn. Đó, đẹp kênh cho mẹ luôn ha. À, rồi cây này mã số là 966 nha. Giá 2,2 triệu nha. RAM 8, bộ nhớ 128 của SAM luôn nha. Camera thụt lò luôn nha. Camera thụt lò luôn, bắt lên là thụt lò ha. Đó, camera thụt lò luôn ha. Rồi, cây này giá là 2,2 triệu nha, mã số là 966 nha. Rồi, cây đầu tiên là cây 925. 925 là cây ốp bầu neo chính, nó hơi ám nhẹ, không nứt, không bể, không gì hết nha. Đó, chỉ ám nhẹ thôi. Rồi rin nguyên cây full chức năng, RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm. Cây này xài được hai sim 4G luôn. Rin nguyên cây luôn, full chức năng không lỗi gì hết. Cây này em bán 400 nha, 400, mã số là 925 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không có tài khoản thì chạy ra tạp hóa liền mua cái cạc Viettel, xong rồi điện cho em ha, đọc mã cho em, đọc địa chỉ, đọc tên ha, rồi em ghi lại em ship cho ha. Rồi cây này là 2925 nha, 400k ha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 400k thôi ha, hai sim nha. Rồi cái 926 là Oppo Neo 9 luôn, cũng người ám nhẹ miếng ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400k ha, xài được hai sim 4G luôn. Mã số là 926 nha. Máy móc là rin nguyên cây full chức năng. Đó, máy móc là rin luôn ha. Máy móc là bình thường luôn, rin luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Máy móc ok luôn. Rồi, tải sẵn hết trơn luôn. Máy móc ok ha. Ai mua thì cọc qua lụm ha. 926 nha, 400k ha. Rồi cái 927 là Galaxy Z320 nha, Z320, cây này full chức năng, rin nguyên cây luôn. Cây này xài được hai sim 4G luôn ha. Học online laptop Android nó 5 chấm luôn, em bán là giá là 450 nha, mã số là 927 nha. Nội cái màn hình rin không là đủ tiền nha, cây này rin luôn nguyên cây luôn. Nội cái màn hình không đủ tiền, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, pin tốt lắm, bỏ sim 2 sim 4G luôn nha. Đó, có 450 rồi, mã số là 927 nha, 927 của SAM luôn nha, Z320 nha. Rồi cái 929 nè, cây này Galaxy Note 3 nha. Note 3 màu trắng đẹp ha. À, màn hình màu trắng luôn, rin nguyên cây, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 5 chấm, em bán cũng có 450 luôn. Do nó mất cây viết rồi nha. À, không có cây viết thì em lụm bỏ vô nha, em bỏ quên nó đâu vòng vòng rồi. Có gì em lụm bỏ vô còn có thôi ha. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Máy móc và rin nguyên cây, full chức năng không lỗi gì hết, màn hình rin luôn. Nó có tải con cá nó lỗi một cái mà đựng cái RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, của con SAM luôn nha. Đó, em bán giá có 450 luôn, 450 luôn, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, cây Note 3 nha. 929 nha, bỏ sim nghe gọi đã lắm nha. Đó, có 450 luôn nha. Rồi cây 931 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha, rin nguyên cây full chức năng. Học online tốt Android 5 chấm luôn, bán 450 nha, mã số là 931, màn hình rin men, rin pin, rin hết toàn bộ, pin tốt lắm nha. Đó, được cái màn hình rin là màn hình của hãng nó bán 700, em bán có 450 rồi. Đó, nguyên cây máy luôn có 450 rồi. Đúng không? Màn hình không 700 rồi. Mã số là 931 nha. Đó, 450 luôn, hai sim 4G luôn của thằng SAM luôn nha. Z500. Rồi cái 934 nè, cây này cái Huawei 7S nha, Huawei 7S nha. Máy móc bự luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn, Android nó 8 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này em bán 500k ha, mã số là 934 nha, 934 của Huno nha. Huno là Huawei á. Máy móc ok, riêng nguyên cây full chức năng luôn, máy mạnh lắm, xài được 8 nhân luôn á. Cây này 8 nhân luôn. Mạnh lắm ha.
RAM 2 bộ nhớ 16 mà Android nó 8 chấm luôn, có 500k thôi, mã số là 934, xài được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc ok luôn, như clip ha, máy như clip, mua thì cọc quá ha. Rồi cái 935, 935 là cây VMAX B thì màu đen, xài được 2 sim RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm ha. Cây này em bán 500k, mã số là 935 ha, xài được pin rời ha, dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Pin cũng tốt lắm nha, cái máy này pin ok luôn ha. Pin em thay mới luôn á. Máy móc ok luôn, đẹp luôn, pin tốt lắm. Nó chạy không cũng không thấy đường. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Rồi 500k, mã số là 935 nha, 935 500 nha. Rồi cái 936 nè, 936 là Huawei NL21, NL21 nha, Huawei nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 500k, pin rất là tốt, pin trâu như con bò luôn, xài được 2 sim luôn nha. 936 nha, 2 sim 4G luôn. Máy móc riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng luôn, riêng hết toàn bộ luôn. Máy nó chạy không thấy đường, bình thường em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi đã lắm nha. Rồi 500k, mã số là 936 nha, 936 Android nó 6 chấm luôn, coi được Zalo, Facebook, YouTube rồi ok hết toàn bộ ha. Rồi cái 941 nè, cây này Galaxy S9 ha, cây này màn hình bị ám, màn hình Super OLED công luôn nha, có sạc bằng Type-C luôn, sạc chức năng sạc không dây luôn, đo nhịp tim luôn, có găng tay một chạm luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, bị ám màn hình nha, đưa đường cái không nứt, không đớm, không gì hết, bị ám thôi. Đó, bỏ sim nghe gọi ok luôn. Cây này á, cầm 8 triệu 10 triệu đi mua không nổi, bây giờ em bán con 1,5 triệu rồi, 1,5 triệu mà không nứt luôn, nội cái tiền ép cái màn ép kính này không là đủ 1,5 triệu rồi đó, mà em bán con 1,5 triệu nguyên cái máy luôn, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, nó có sạc không dây, sạc WeChat 20W luôn. Đó, cây này đẹp kinh, cho bên màn hình công Super OLED luôn nha, máy móc ok, màu tím đẹp ha, nó màu xanh luôn, giá 1,5 triệu à, có 1,5 triệu, mã số là 941 ha, 941 nha. Đó, bỏ sim vô nghe gọi ok luôn, chơi được game Liên Quân Wi-Fi với ớt luôn nha, màn hình hơi ám tí nhưng không sao, xài bình thường luôn, full chức năng và bật chế độ màu đen nên không thấy gì luôn, em không thấy bị ám gì luôn, màn hình bình thường luôn. Đó, pin cũng tốt lắm nha, màn hình cong luôn, chơi game đã luôn, có 1,5 triệu à, mã số là 941 nha. Rồi cây 942 nè, cây Oppo Reno 4 nha, cây này RAM 8 cộng 5 nha, bộ nhớ 128 rất là mạnh mẽ, đã lắm nha, cây này mạnh cực kỳ, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn, mấy người già mà bỏ túi xài cũng sang nữa, mà mạnh lắm, lướt nhẹ cái nó đi, lướt nhẹ cái đi. Cây này thì 3 camera luôn ha, cây này Android nó 12 chấm luôn, em bán 2,5 triệu nha, mà 2,5 triệu sạc bằng đuôi Type-C luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp kênh spen luôn ha. Đó, màn hình đẹp nè, ở màn hình này gọi là đục lỗ mà kép nó, camera kép đục lỗ luôn nha. Đó, camera kép đục lỗ luôn, máy móc ok luôn ha, đã luôn nha. Đó, em tải sẵn dụng cho bà con luôn, pin rất là tốt luôn của Apple ha. Đó, sạc đuôi Type-C luôn, mà 2 sim 4G luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi cây 942 nha, 2,5 triệu nha, cây này RAM 8 cộng 5 là RAM 13, bộ nhớ 128 nha, chứ không phải thường luôn nha. Reno 4. Rồi 913, 913 là cây Galaxy Z200, sở hữu là học online tốt, Android 5 chấm. Cây này thì riêng nguyên cây, màn hình riêng luôn nha, main riêng, pin riêng hết toàn bộ luôn, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Em bán 400 bỏ túi nghe gọi ok đã lắm nha. Đó, 913 nha, em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube rồi. Đó, máy móc ok luôn ha, em tải sẵn hết rồi, bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn nha. Máy móc được cái riêng nguyên cây, xài rất là bền ha. Rồi pin cũng tốt lắm, có 400k thôi, 400 ha, bỏ xưa túi nghe gọi đã lắm ha, 913 ha, đua, cái chữ đua này là 2 ha, 2 sim ha, 913 nha, 400k luôn, của thằng Sam luôn nha, màn hình riêng không là đủ giá tiền ha. Rồi cây Apple A39, còn nó màu hồng, còn cái kia màu vàng. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, cây này Apple A39, rồi Apple Neo 9S. Apple Neo 9S ha, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, 600k, mã số là 920 nha, sở hữu riêng nguyên cây full chức năng, xài được 2 sim luôn, máy móc ok riêng luôn nha. Máy cực kỳ đã luôn, nó chạy nè, RAM 3 nó chạy không thấy đường luôn, bỏ 2 sim nghe gọi tốt lắm ạ. Rồi 920 nha, 600k ha. Rồi 922 nè, 922 là cây Redmi Note 5 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn.
Cây này 8 nhân, mỗi 1 nhân 1 hết 8, chơi tất cả các loại game Liên Quân V-Bub luôn nha. Cây này em bán 700 nha, bán 700 mà 922 nha, găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G pin thì tốt, chơi được game Liên Quân V-Bub. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, máy móc ok luôn ha. Riêng nguyên cây full chức năng luôn, chơi được tất cả loại game luôn ha, có hồng ngoại luôn, 2 sim 4G luôn, có 700k thôi, mã số là 922 nha. Rồi cái 923 nè, 923 cũng là Redmi Note 5. Cây này RAM 4, bộ nhớ 364, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó là 9 chấm. Cây này 8 nhân, mỗi một nhân hết 8, chơi tất cả các loại game ha, Liên Quân, Wi-Fi, V-Up gì được hết. Cây này em bán 900 nha, mã số là 923 nha. Nó màu xanh ha, pin thì tốt lắm. Nó camera kép, đo nhịp tia, xài cái gì găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G ha. Máy móc ok luôn, chơi tất cả loại game luôn, đã lắm nha. Máy thì nó mạnh không thấy đường rồi, khỏi nói rồi, máy cực kỳ đã rồi. Máy nó mượt lắm nha, chơi cực kỳ luôn, tại vì 8 nhân nó xử lý một lượt nha, RAM 4 nữa. 900k nha, mã số là 923 nha. Em có cái tab này gọi là L00001 nha. Đó, Asus nha, cây này bị nứt một đường giữa nha, một đường từ trên xuống dưới luôn. Đó, nứt một đường nè, một đường một ha. Cảm ứng thì xài bình thường, bán giải trí nghe gọi chơi game em không cũng lời nữa ha. Mà cây này mã số là 924A, 924A. Cây này 350 nha, 350 luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng game bỏng ở trên đây sẵn hết rồi. Đó, chơi những cái game ở trên đây không cũng lời nữa ha. Đó, máy móc ok đúng không? Nước một đường nha, nước một đường nha. Rồi cảm ứng xài bình thường luôn, máy móc nè, pin thì tốt lắm, chơi game cũng lời nữa ha. 350 mã số là 924A nha, 924A ha, của dòng Asus nha. Cái này thì xài được 2 sim 1 thẻ nhớ nha. Rồi 924C là cây tab Lenovo 7304X, tên nó vậy ha. Em viết hết toàn bộ cái tên rồi cho bà con search trên Google. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm, em bán 500 nha, mã số là 924C nha. Cây này bán 500 nha, cây này cũng có xài một sim ha. Máy móc ok luôn ha, có sim luôn, nghe gọi cho được luôn ha. Nghe gọi giống như điện thoại bình thường luôn, tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi. Đây em cài sẵn hết toàn bộ ứng dụng rồi nữa, Zalo, Facebook, game bọng ok luôn ha. Đó, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500 nha, 500k ha. Mà pin rất là tốt luôn, xài sim luôn. 924C nha, 500k ha. Rồi cái 882 nè, 882 là cây Nokia 3 luôn nha. Nokia 3 thì xài được 2 sim 1 thẻ nhớ nằm ở ngoài luôn nha. Đó, máy thì cũ qua 5 tháng, màn hình thì nứt nha. Nứt thì em bán giá theo giá nứt nha, 300k. Nếu mà không nứt rồi cây này 500 á, mà nứt thì em bán 300 ha. Mã số là 882 nha, có 300k bỏ sim nghe gọi ok, Zalo, Facebook từ lưu hộp dưa ha. Máy này Android nó cao lắm, Android nó 9 chấm. Đó. Máy này thì cảm ứng xài bình thường, full chức năng không lỗi gì hết nha. Ở dưới đây thì vuốt từ đây vuốt lên nha, Nokia là vuốt từ đây vuốt lên ha. Máy móc ok full ha, không lỗi gì hết nha. Đó, màn hình thì đẹp, đi ép kính được luôn á, nhưng mà để về bán nứt cho nó rẻ ha. Máy móc ok ha, pin tốt lắm, nghe gọi 2 sim luôn nha. Rồi 300k, mã số là 882 nha. Máy ghê ghê. Rồi cây 883 nè, cây này cây Asus Z8008D nha. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này mà RAM 3 mà em bán 550 luôn, có găng tay một chạm luôn ha, xài được 2 sim 4G luôn. Vỏ thì cũ qua 5 tháng, màn hình không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Nó Android nó 7 chấm luôn mà RAM 3 luôn nha, có găng tay luôn. Mã số là 883 nha, có 550 à. 550 là mình sở hữu được cây Asus RAM 3 rồi, màn hình đẹp, Cancer Band pin thì trâu như con bò. Nó găng tay thì một chạm luôn ha. Asus, dòng Asus này cũng nổi tiếng nha, chứ không phải thường đâu. Rồi 550 nhưng mã số là 883 nha. Rồi em có cây 884 nè, 884 là cây Oppo Neo 9 nha. Cây này bị nứt màn hình, nứt một đường ở dưới đây ha. Nó cảm ứng thì xài bình thường, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 thôi, 350 nhưng bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha.
gọi qua Zalo, Facebook được ha. 884 nha, có 350 à. Đó, 350, máy móc ok luôn ha. Cảm ứng xài bình thường luôn. Đó, màn hình riêng luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. À, máy móc ok, nó tải sẵn ứng dụng cho bà con xài luôn rồi. Có 350, mã số là 884 nha. Rồi cây 888 nè, bộ số này gọi là phát ha. Lọc phát cực kỳ luôn ha. Vivo 1606 nha. Cây này đặc biệt có Face ID nha. Face ID và vẽ hình nha. Cây này mở khóa bằng Face ID là nhận dạng khuôn mặt á. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán rẻ chứ đúng ra cây này bán 500, bán có 450. Mã số là 888 nha. Cây này cũng xài được 2 SIM nha. Máy móc là riêng nguyên cây full chức năng. Đó, không lỗi gì hết nha. À, ứng dụng thì em tải sẵn rồi. Đó, tải sẵn là nó những cái ứng dụng cần thiết ha. À, tốt nhất nếu mà xài cho nhanh nha, giống như vậy nè, nó nhanh vậy nè thì đừng có tải gì hết. Còn nếu mà muốn tải thì nó hơi chậm nhẹ nha. 888 nha, 450 ha. Vivo 1606 ha. Rồi cây 889 nè. Oppo Neo 9 nha. Oppo Neo 9 cây này full nguyên cây, rin nguyên cây luôn nha. Máy móc rin hết toàn bộ luôn nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450 Oppo Neo 9 nha. Cây này 889 nha, xài được 2 SIM 4G luôn, màn hình full canh LED luôn. Máy móc không lỗi gì hết luôn. À, máy móc à. Em tải sẵn ứng dụng, pin rất là tốt luôn. Máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn nha. Rin màn hình, rin men, rin hết luôn. Máy móc ok, xài được 2 SIM luôn, một cái nhớ luôn. À, 450, mã số là 889 nha. Rồi cái 902 nè. Cây này cây V-Max-Bi nha. V-Max-Bi. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android trên núi, Android 7 chấm luôn ha. Cây này thì pin tốt lắm. À, máy móc ok, rin nguyên cây luôn. Em bán có 500k thôi. Cây này thì pin rời, dễ thay, dễ sửa, dễ xài. Xài được 2 SIM 4G ha, 500k. Mã số là 902 nha. 902 luôn, máy móc ok, rin luôn nha. Màn hình rin á, chứ màn hình lô nữa, cây này không có. Có cũng không thay nữa, đúng là rin mới bán. À, máy móc ok luôn, màn hình nó thường vậy đó, pin nó trâu lắm. Màn hình LCD pin nó trâu lắm. Có 500k, bỏ SIM ngay gọi cũng lời nữa ha. 902 nha, 500k ha. Rồi cây 861 nè. 861 là cây Mi nha, của Mi ha. Tên của nó là Redmi 4A nha. Cây này bị nứt kính nha. Đó, nứt kính có một đường một tí này ơi, trên góc này nè. Đó. Đó, em vẫn tính ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 400 do bị nứt, xài được 2 SIM 4G có hồng ngoại luôn nha. Đó, có 400k thôi, mã số là 861 nha. Máy này thì full chức năng, ok hết toàn bộ luôn, máy rất là mạnh nha. Tại vì có Hùng Mi nữa, rất là mạnh luôn. Tuy là RAM 2 của nhóm 16 mà mạnh lắm, có 400k thôi. Mã số là 861 nha, máy móc ok luôn ha. Rồi cái 869, 869 là cây Huawei GG5 nha. Cây này thì có camera kép hiện đại ha. Cây này có găng tay một chạm luôn, cũng xịn sò ha. Xài được 2 SIM luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán có 600k, có găng tay một chạm rồi, bán có 600k. Trong khi đó máy full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. 869 nha, 869 có 600k thôi. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, mà nó lên màn hình là đẹp kênh sờ bên luôn màn hình nè. Em tải sẵn ứng dụng là pin rất là tốt nha. Đó, máy móc ok full ha. Đó, đã nha. Rồi cây này em bán giá có 600k, mã số là 869 nha. Rồi cây 874 nè, cây Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được 2 SIM 4G nè, máy móc ok. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, Battle ha. 800k, mã số là 874 nha. 874, em cho coi cái màn hình nè. Cầu ôi, cây này mà chơi game một cái ha, màn hình riêng luôn. Chơi game một cái nó đã lắm nha. Liên Quân, Free Fire, Battle chạy đã lắm rồi, có 800k thôi. 800 ha. Mã số là 874 nha, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Rồi cái 876 là Galaxy S9 Plus nha. Nó nứt miếng sao thôi ha, nứt cái kính sao ha. À, RAM 6 mà bộ nhớ 256 nha. Đó, của thằng Sam luôn nha. Cây này của thằng Sam luôn nha.
Cây này thì Android nó 10 chấm luôn, mà RAM 6 bộ nhớ 256 luôn. Em bán 2,3 triệu, chưa đủ tiền cái màn hình. 2,3 triệu cực kỳ rẻ, không ai bán giá này luôn. Có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè, có găng tay một chạm nè, rồi camera kép nè. Máy móc màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Super AMOLED cong luôn, máy móc ok full luôn, đẹp ha. Đó, hình của nó đẹp kinh siêu bé luôn ha. Đó. Không ám ố không gì hết luôn, má đã cực kỳ luôn nha. Đó, màn hình của thằng Sam mà Super AMOLED cong nữa. Máy này đẹp lắm nha, có 2,3 triệu thôi. Rồi ra bộ nhớ 256 không? 876 nha, mã số là 876, 2,3 triệu nha. Rồi cái 838 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha. Cây này bị nứt. Đó, Z500 bị nứt. Nứt con tí này ở trên gốc này nha. Đó, vỏ thì cũ qua 5 tháng được, cái màn hình rin. Rin nguyên cây luôn. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha. Mã số là 838, xài được 2 sim 4G, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 350 nha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, màn hình rin luôn. Máy móc ok rin hết luôn. Đã lắm nha, nó pin thì trâu như con bò. Rồi cây này em bán 350, mã số là 838 nha, của thằng Sam luôn nha. Rồi em có hai cây luôn nha, cây này 841 nha, cũng là Galaxy Z1 2016 luôn, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400 luôn, bỏ túi nghe gọi gọn hơn, rin nguyên cây full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin rất là tốt, màn hình rin luôn, rin hết toàn bộ luôn, máy luôn nha, máy rin hết không lỗi lầm gì hết, bỏ sim nghe gọi 2 sim 4G luôn, 400k. Mã số là 841 nha. Rồi 845 nè, cây Vivo nha. Vivo này là Vivo Y51 nha. Cây này phiên bản thấp ha. Hôm qua là cây phiên bản cao, này phiên bản thấp. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha. 400 mã số là 845 nha. Đó, cây Vivo này là 845 ha. Có 400k, bỏ sim gọi 2 sim cũng lời nữa. À, bây giờ vài bữa nữa cụ bắp nó hết xài, mua mấy cái này ha, gắn sim vô rồi giữ trái cũng lời nữa ha. Pin thì trâu lắm, xài được 2-3 ngày bình thường. Nghe gọi ok ha, 845 nha, 400k ha, 2 sim luôn. Rồi cái 847 nè, cây này cây Galaxy Z320 nha. Cái Z320 này rin nguyên cây luôn, màn hình không là hết 7-800 mà. Em bán có 450, chưa đủ tiền cái màn hình rin nữa. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cái này là em bán có 450, mã số là 847 nha, 847 có 450 nha, Z320 nha. Cái màn hình rin của thằng này nó mắc cũng mắc lắm. Nói chung là em bán chưa đủ tiền cái màn hình. Còn tra lên Google là không phải rin đâu nha, màn hình lô á. Còn rin là rin theo hãng nha, mình phải điện vô hãng mới đúng cái màn hình rin nha. Nó hãng nó báo giá cho mình, giá là 800 á. Bữa em đi thay cho khách 800 tại lục cái này không có, cái bắt buộc đi thay. Còn giờ em bán có 450, mã số là 847 nha, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cái 855 nè, cái lưng này sao bằng kính ha, có sạc không dây ha. Cái này là S7 nha, S7 có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè. Cái này người ta cạo ra cho thấy cho ở trong chơi vậy đó, mà em cũng thấy có đẹp đâu mà người ta phá như vậy á. Mua còn không thích thì dán đề can lại ha. Hoặc là mua ốp lưng lại ha. Cây này thì màn hình Super AMOLED, em tải con cá rồi. Những cái ứng dụng thì đẹp luôn, ứng dụng em tải sẵn rồi nè. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm luôn ha. Đặc biệt cây này là xài được 2 sim nha. Cây này xài 2 sim luôn, mã số là 855 nha, 855 ha. Xài 2 sim cũng ghê, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này em bán có 850 rồi nha, mã số là 855 nha. Rồi 856 nè, Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán thường thường 800-900, em bán có 700 à, găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G, máy thì bộ nhớ là 32 mà RAM tới 4GB ha. 856 nha, máy móc ok, full chức năng, đẹp Kensabend, máy nè, đẹp Kensabend luôn, chạy không thấy đường, RAM 4 mà, chạy dữ dằn lắm. Rồi máy pin cũng tốt luôn ha. Rồi 700k, mã số là 856, nhà ai mua thì cọc quá ha. Rồi cái 816 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha. Z2 Prime là Z200 chứ em sẽ đi. Cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn.
cây này riêng nguyên cây full chức năng ha, xài được 2 sim luôn, màn hình không là đủ giá tiền ha. Em bán 400 nha, mã số là 816 nha. Đây, bỏ túi đi đồng đi ruộng đã lắm nha, nó gọn hơ. Đó, máy móc ok full ha. Rồi cây này pin tốt lắm, bỏ sim nghe gọi đã lắm. Rồi 400k ha, mã số là 816 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cộng 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, sau đó cào ra đọc mã cho em ha, đọc địa chỉ, đọc tên thì em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Rồi cây này 400 mã số là 816 ha. Rồi cái 817 nè. Cây này là Galaxy Z500 nha, Z500 học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này thì cũng là riêng nguyên cây full chức năng ha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Cây này em bán 450 nha, mở số là 817 nha. Hai sim luôn, cây này hai sim luôn nha. Máy móc ok full luôn nha. Đó, máy nó chạy không thấy được luôn. Rồi 817 nha. Rồi cái 820 nè, Galaxy Z5 Prime nha. Z5 Prime thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm nha. Đó, cây này em bán 500k nha, 550 nha, 550. Đó, mã số là 820 nha, Z5 Prime ha. Máy móc cái này là full nguyên cây, nguyên chức năng luôn, full nguyên cây luôn nha. Nó không lỗi gì hết luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 550 nhưng mã số là 820 nha, Z5 Prime nha. Rồi 826 nè, cây iPhone 6s nha, cây này bị lót ha, iPhone 6s bị lót hết pin nè, iPhone 6s nha. Cây này thì iOS nó tới 15 chấm nha. À, cây này em bán nghe gọi tốt lắm, chơi được liên quân wifi về up luôn, chơi tốt lắm nha. Cây này em bán 800 nè, mã số là 826 nha. Máy móc ok full chức năng luôn ha, pin nó em quên sạc nó hết rồi. Rồi cây này 800 ha, mã số là 826 nha. iPhone 6s nữa. Rồi cây 829 nè, cây này cây Galaxy Note S ha. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm. Cây này có đo nhịp tim nè, có sạc không dây ha. Cây này Note S không có sạc không dây nha. Cây này nó đo nhịp tim mà có hồng ngoại nha. Cây này cong một bên Super OLED, cong bên không nứt không bể không gì hết, màn hình green luôn. Màn hình không ám không ố không gì hết luôn, có cây viết luôn nha. Cây có cây viết luôn, màn hình nó không ám luôn mới ghê, hiếm lắm mới có một cây là full như vậy luôn. Đó, đẹp kén luôn. Đó, màn hình quá đẹp luôn, màn hình Super OLED cong luôn nha, ai biết chơi thì mua ha. Cây này trước em bán 1.2 triệu, nay em bán có 900 rồi nha. Mã số là 829, nó sành đầu cổ luôn rồi, đã lắm nha. Đó, Android nó cũng cao 6 chấm luôn ha, có cây viết luôn, màn hình cong luôn một bên luôn ha. Rồi 2829 nha, 900k ha. Rồi em có cây 832. 832 là cây Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus thì của thằng Sam nha, xài được 2 sim 4G luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này em bán 950 nha, 950 nha, Z7 Plus nha. Máy móc ok, xài được 2 sim luôn, màn hình đẹp Ken Span luôn. Đó, màn hình thì tải con cá nó lội một cái không thấy đường luôn. Đó, găng tay một chạm ha, pin thì tốt lắm nha, xài được 2 sim luôn nha. 832 nha, 832, tay 950 nha, Z7 Plus nha.